Manchester City sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League mùa giải 2022-2023 nếu như thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đánh bại Chelsea ở vòng thi đấu thứ 36 cuối tuần này. Hơn ai hết, các fan của The Citizen đã và đang chuẩn bị cho thời khắc định mệnh. Thời khắc sẽ khiến cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay chính thức ngã ngũ. Chức vô địch lần thứ 9 liên tiếp đang đến gần và có lẽ cảnh tượng hơn 6 vạn cổ động viên tại Etihad tràn xuống sân và chung vui cùng thầy trò Pep Guardiola sẽ xuất hiện vào cuối tuần này. Sẽ là một kịch bản hoàn hảo và sẽ là bước đầu cho tham vọng ăn ba của Man City ở mùa giải năm nay. Chelsea tại Premier League, Manchester United tại FA Cup và cuối cùng là Inter Milan tại UEFA Champions League. Ba nấc thang định mệnh của Man City ở mùa giải năm nay. Vào ngày 21 tháng 5 tới đây, nửa xanh thành Manchester sẽ chính thức bắt vào cuộc hành trình. Một cuộc hành trình mang tính bước ngoặt trong lịch sử câu lạc bộ. Và lúc này thì Man City đang nắm đến 90% cơ hội vô địch ngoại hạng Anh. Bởi lẽ đội bóng chủ sở Etihad đang tạo ra cách biệt 4 điểm với Arsenal. Thậm chí họ còn thi đấu ít hơn một trận. Do đó thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ tự định đoạt số phận nếu như thắng Chelsea vào tối chủ nhật tới. Còn với pháo thủ, các The Gunners lúc này chỉ cần biết chắp tay cầu nguyện và mong sao Chelsea sẽ tạo nên cơn đợn chấn tại Etihad. Tuy nhiên đây là điều khó có thể xảy ra, bởi lẽ phong độ của Man City thời điểm này là không thể ngăn cản. Nhà đương kim vô địch Champions League mùa trước, Real Madrid đã thất thủ trước Man City với tỷ số 4-0 tại Etihad. Và liệu các bạn nghĩ rằng Chelsea có thể làm được gì trước một tập thể đang ao trình so với phần còn lại của châu Âu? Nếu như giành chọn 3 điểm trước nửa xanh thành London, Man City sẽ có lần thứ 9 lên ngôi tại ngoại hạng Anh và cũng là năm thứ 3 liên tiếp. Đội bóng chủ sở Etihad giành chiếc cúp danh giá nhất xứ sở sương mù. Hơn nữa, đây cũng là danh hiệu ngoại hạng Anh thứ 5 của Pep Guardiola trong 6 năm, kể từ ngày chiến lược gia 52 tuổi nhậm chức tại nửa xanh thành Manchester. Ở thời điểm hiện tại, phong độ của Man City đang lên rất cao sau trận thắng hủy diệt trước Real Madrid tại bán kết Champions League. Còn với Chelsea thì mùa giải này coi như đã kết thúc với họ, bởi thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard gần như không còn mục tiêu. The Blue đã chính thức trụ hạng, trong khi tham vọng giữ cúp châu Âu cũng hoàn toàn khép lại. Ngay lúc này, những trận đấu còn lại của Chelsea chỉ còn là những trận đấu vô thưởng vô phạt. Thời điểm này, thứ người ta quan tâm về đội bóng thuộc London là ai sẽ dẫn dắt câu lạc bộ ở mùa giải tiếp theo, chứ không phải là trận Super Sunday gặp Man City vào cuối tuần. Do đó, trận đấu vào ngày mai, dự kiến huấn luyện viên Frank Lampard sẽ có nhiều sự thử nghiệm trong đội hình, tung ra những cầu thủ trẻ và làm mới đội bóng trong những vòng đấu còn lại. Về phía Man City, điều họ mong muốn là lên ngôi vô địch trước sự chứng kiến của 6 vạn cổ động viên tại Etihad. Do đó, 3 điểm sẽ là mục tiêu tối thượng của đoàn quân Pep Guardiola trong trận đấu tối mai. Nếu không làm được điều này, Arsenal có thể thu hẹp khoảng cách. Hơn nữa, Man City cũng sẽ mất đi cơ hội nâng cúp ngay trên sân nhà. Bởi ở 2 vòng đấu kế tiếp, đội bóng của Pep Guardiola sẽ có 2 chuyến làm khách trước Brighton và Brentford. Vậy nên Man City cần hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh bại Chelsea. Song song, điều này cũng giúp cho đội bóng của Etihad tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được sức lực trước khi bước vào 2 trận chung kết gặp Manchester United tại FA Cup và Inter Milan tại Champions League. Man City đã thể hiện rõ vì sao mình đã là câu lạc bộ mạnh nhất thế giới vào thời điểm này. Mùa giải năm nay, sức mạnh của Man City nằm ở sự đa dạng về mặt chiến thuật, cũng như sự tỏa sáng của những cá nhân trong nhiều thời khắc quan trọng. Nếu như Erling Haaland im hơi lặng tiếng ở trận lượt đi, lẫn ở lượt về bán kết trước Real Madrid, thì đã có Kevin De Bruyne với cú sút xa trái phá, hay một tuần sau là Bernardo Silva sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng. Nhìn rộng hơn, bất kỳ cầu thủ nào của Manchester City cũng biết cách ghi bàn, và công lớn không thể không nhắc đến huấn luyện viên Pep Guardiola, khi chính ông là người tạo ra cỗ máy chiến thắng không thể hoàn hảo hơn cho nửa xanh thành Manchester. Tại đây, vị cầm quân người Tây Ban Nha đã xây dựng thành công lối chơi rõ ràng, triết lý rành mạch, để rồi các cầu thủ chỉ việc vào sân và đá theo chỉ đạo như được lập trình sẵn. Thậm chí hôm ngày 26 tháng 4 vừa qua, ở cuộc đối đầu với Man City đã nhấn chìm Arsenal với tỷ số 4-1 trong trận chung kết ngoại hạng Anh. Khi ấy giới chuyên môn còn cho rằng chưa lúc nào họ nhìn thấy cuộc đấu tay đôi của hai câu lạc bộ cạnh tranh chức vô địch lại chênh lệch lớn đến như vậy. Và chỉ một vài tuần sau, sự chênh lệch cũng đã được Pep Guardiola và các học trò tái hiện trong trận hủy diệt Real Madrid vừa qua trên sân Etihad. Có lẽ rất nhiều những câu lạc bộ đã ghi đến 4 bàn vào lưới Real Madrid trong nhiều năm qua như là Ajax Amsterdam hay Schalke 04. Tuy nhiên đó là thời điểm mà kiền kiền trắng đang lâm vào khủng hoảng. Còn ở thời điểm này, Man City đã ghi 4 bàn vào lưới Real trong lúc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang lộng hành châu Âu và cũng đang là nhà đương kim vô địch của Champions League mùa giải năm ngoái. Đó là sự khác biệt của Man City với những đội bóng còn lại. Sự đáng sợ của Man City còn được một phóng viên của tờ Marca nói rằng Man Xanh đang là một đội bóng sở hữu thứ bóng đá đến từ hành tinh khác. Quay trở lại với trận đấu vào cuối tuần, dự kiến 3 điểm sẽ rất khó thoát khỏi tay của thầy trò Pep Guardiola.
khi Man City của ông đang có chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Điều đó cũng cho thấy rằng phong độ của Man Xanh hoàn toàn trái ngược so với Chelsea. Trong khi 10 trận gần nhất, The Blue đã thua đến 7 trận, hòa 2 và chỉ thắng 1. Chuỗi trận tệ hại này đã trực tiếp đẩy nửa xanh thành London rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, và họ cũng chỉ vừa mới chính thức trụ hạng sau khi thắng nhọc nhằn trước Bournemouth ở vòng 34 vừa qua. Chelsea đang trải qua mùa giải tệ nhất trong lịch sử của họ, khi chỉ trong vòng hơn nửa năm, The Blue đã thay 3 huấn luyện viên khác nhau. Thậm chí tân chủ tịch Todd Boehly cũng đã chi hơn nửa tỷ bảng để đem về những bom tấn chất lượng vào mùa đông vừa qua như là Mikhailo Mudryk hay là Enzo Fernandez. Tuy nhiên mọi thứ cũng chẳng thể khá khẩm hơn. Và lúc này Chelsea đang muốn kết thúc mùa giải này thật nhanh để họ bắt đầu triển khai những kế hoạch cho mùa giải năm sau cùng với tân huấn luyện viên trưởng. Sự buông thả của Chelsea cũng là lý do vì sao Star Perform mới đây đã dự đoán 90% Man City sẽ đăng quang ngay sau khi vòng đấu thứ 36 khép lại. Chưa kể Man City còn nắm được lợi thế khi ở thời điểm này Chelsea đang có 9 vệ binh dự kiến không thể ra sân ở trận đấu tối mai. Những cái tên này bao gồm Mason Mount, N'Golo Kanté, Reece James, Cucurella, Amado Proza, Bertinelli và cuối cùng là Ben Chilwell. Chưa kể Koulibaly và Mateo Kovacic cũng đang còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Man City chỉ có duy nhất một ca chấn thương thuộc về vị trí của Nathan Ake. Với tình hình lực lượng hiện tại, dự kiến Man City sẽ tung ra đội hình mạnh nhất gồm khối 3-2-4-1 quen thuộc. Ở vị trí thủ môn là sự xuất hiện của Ederson Moraes, bộ ba trung vệ gồm Kai Walker, Ruben Dias và Akanji, trong khi John Stones sẽ được đẩy lên đá cặp cùng Rodri ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Bốn tiền vệ tấn công dâng ngang lần lượt là sự xuất hiện của Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Jack Grealish, trong khi đó Erling Haaland sẽ đảm nhiệm vị trí trung phòng cắm. Ở phía bên kia trên tuyến, với việc ưu tiên những thử nghiệm mới, khi mục tiêu không còn nữa, huấn luyện viên Frank Lampard dự kiến sẽ tung ra sân với khối đội hình 4-3-3, khi trong khung gỗ là Edouard Mendy, bộ tứ trung vệ lần lượt là Chalobah, Thiago Silva, Badi Yassin và Lewis Hall. Enzo Fernandez sẽ đóng vai trò tiền vệ mỏ neo. Kovacic và Conor Gallagher sẽ chơi như 2 số 8, nhằm hỗ trợ cho bộ ba trên hàng công gồm Raheem Sterling, João Felix và Madu Ake. Chiến thắng của Man City ở trận đấu tới đây sẽ càng củng cố, khi trong 5 lần đối đầu gần nhất với Chelsea, đoàn quân của Pep Guardiola đã thắng cả 5 và chưa thua bất kỳ một trận nào. Trong khi với The Blue, chiến thắng gần nhất của họ trước nửa xanh thành Manchester đã diễn ra vào tháng 5 năm 2021, đó là trận chung kết Champions League tại Lisbon. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc cúp Ngoại hạng Anh sẽ có mặt tại sân Etihad vào ngày 21 tháng 5 tới. Chiếc vô địch lần thứ 9 liên tiếp đang chờ đón thầy trò huấn luyện viên Guardiola, và đây cũng là danh hiệu Premier League thứ 5 của vị cầm quân người Tây Ban Nha trong 6 năm dẫn dắt nửa xanh thành Manchester. Ngay lúc này mọi thứ đã sẵn sàng cho khúc khải hoàn được vang lên tại chủ nhật tới. Mong rằng Premier League sẽ chỉ là màn dạo đầu cho tham vọng giành cúp ăn ba của Man City mùa giải năm nay. Bởi sau đó, The Citizen sẽ tiếp tục vẽ lên những câu chuyện cổ tích của riêng họ tại trận chung kết FA Cup và Champions League sau đây vài tuần.